Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Thiên Vũ Audio ha. Cũng gần Giáng sinh rồi, không biết mọi người đã chuẩn bị cho gia đình mình những món quà, những cái thông như thế này, hay là có những kế hoạch đi chơi gì chưa? Thì hôm nay thì nhân dịp Giáng sinh thì mình cũng xin giới thiệu cho mọi người một số cái dòng sản phẩm karaoke có thể phù hợp với những thông tin nhỏ, ví dụ như là phòng ngủ hoặc là những cái phòng khách mà có diện tích khoảng độ 20m² trở xuống, 25m² trở xuống thì sẽ có những bộ dàn nó phù hợp với gia đình mình để mình có thể tham khảo, mình lựa chọn để mình lắp đặt. Vậy đó là những cái dòng loa như thế nào thì mời mọi người cùng mình tham khảo nha. Bắt đầu thôi. Dòng sản phẩm đầu tiên mình muốn chia sẻ với mọi người đó là một dòng sản phẩm đến từ một cái thương hiệu khá là nổi tiếng, đến từ Mỹ, đó là dòng sản phẩm của thương hiệu JBL. Mã của nó là MK12 ha. Thì như mọi người thấy mình đang có một cái chiếc loa JBL MK12 ở đây. Thì mọi người thấy đó, kích thước của nó khá là bự. Tại sao mình lại xếp dòng này vô dòng dành cho căn hộ và những cái phòng mà diện tích nhỏ từ 20-25m² trở xuống? Lý do đầu tiên á, những cái dòng bự như thế này á, nó sẽ bù lâu được. Thay vì mình phải mua một cục súp thì mình xài một con loa này thôi, có nghĩa là đánh được bù tiếng trầm luôn. Vì phòng nhỏ nên mình cũng không cần súp lắm, mà đặc biệt là căn hộ thì mình cũng không cần nó quá ồn ào, nó gây ảnh hưởng đến hàng xóm. Thì một cặp loa 3 tấc như thế này, cái tiếng bass của nó đã đủ trầm để phục vụ cho cái phòng mình rồi đó. Nên là con này mình sẽ xếp nó vào là phòng dành cho riêng căn hộ và phòng nhỏ ha mọi người ha. Rồi thứ hai nữa là thiết kế của nó là thiết kế kiểu truyền thống, loa nằm ngang, bắt loa phía trước này, một cái củ loa bắt 30 này, rồi với hai cái chép ở đây. Dòng này thì lỗ thông hơi nó ở phía sau nha mọi người. Lỗ thông hơi phía sau nên khi mà mọi người để sát tường á, cách mọi người nên để nó hở ra một khoảng tầm độ 5 đến 10 phân thì nó sẽ cho âm bass nó lực hơn một xíu. Mọi người để ý ha. Ngoài ra nữa, dòng này á, mọi người để ý những cái dòng loa nằm như này nó sẽ có loa trái và loa phải. Nó không giống như loa đứng. Cái loa đứng á, cái loa mà full range á, người ta gọi full range, dòng ghế dạng đứng á thì trái phải như nhau. Nhưng đặc biệt những dòng loa nằm này á thì nó bán theo cặp và nó có trái và phải nha mọi người. Thì trái và phải nó sẽ ghi ký hiệu phía sau. Phải là chữ R mà trái là chữ L. Thì nó sẽ thiết kế theo là ví dụ như mình ngồi đây, loa bên phải mình nằm ở đây, loa bên trái nằm ở đây. Nó tính theo cái góc người mà người nghe á. Chứ không phải người quay xuống nha mọi người, đi ha. Nghĩa là mình ngồi lên thì bên phải đây, bên trái đây. Thì cái loa này đây là loa R, nó ghi chữ R là bên phải, tức là loa này phải đặt bên đây. Mọi người hiểu lý do tại sao không ạ? Thì khi mọi người mà xoay cái loa này lại á thì hai cái bát, mọi người để ý nha, thật chất là có nhiều người khách hàng á họ chơi có nhiều khi cũng không hiểu lắm chuyện này này, tại sao cái loa này nó lại là loa nằm bên phải. Vì khi mọi người để bên phải á thì cái bát loa nó sẽ xoay vào trong. Theo tiêu chuẩn thì bát loa phải xoay vô trong để cho tiếng ca mình được dày nhất. Là mẹ người để ý, ví dụ như loa bên trái là phải thì hai cái bát loa phải vào trong thì cái bát loa nó sẽ dày nhất, cái tiếng mid của mình ra tốt nhất. Nó sẽ thoát được cái tiếng ca mình hơn và nghe nó dày dặn hơn mà nó trầm bấm hơn. Còn nếu ngược lại, nếu mọi người lấy cái loa này mọi người quay sang bên trái đi thì sao? Thì cái chép nó sẽ xoay vào trong. Mà một khi cái chép nó xoay vào trong á thì thứ nhất mọi người hát, thứ nhất là dễ hú, bởi vì là chép đưa trực tiếp vào gần nhất, cái chép nó gần nhất vào mình á thì nhất là dễ hú, thứ hai là tiếng nó sẽ bị mỏng đi. Đó nên mọi người để ý cho mình ha, lắp cái loa này cũng phải để ý ha. Có nghĩa là nó có loa trái và loa phải phân chia rõ ràng chứ không phải là cái nào cũng giống nhau. Cái dòng này á bên mình sẽ thường hay ghép bởi vì nó sẽ rất là đơn giản như thế này á, với phòng mà mọi người nghĩ đi, căn hộ mà hoặc là phòng ngủ mình không có trang bị những cái gì nó quá rườm rà, những bộ dàn nó quá nhiều á, thì thường những dòng này mình sẽ ghép cái dòng âm ly gọi là âm ly BA400 của Boston Acoustics. Dòng đó công suất nó tầm 400W một kênh. Đầu tiên cái dòng này á là một dòng âm ly tích hợp vang số và micro luôn, tức là 3 trong 1 đó mọi người. Vừa có cục đẩy nè, vừa có vang số nè, vừa có micro. Nên là thật ra một bộ dàn nó chỉ cần thế này là xong rồi nè. Đó, một cặp cục này với hai cái loa như thế này là xong một bộ dàn ha mọi người ha. Rất đơn giản, gọn nhẹ, mà mình cũng lắp cái này rất là nhiều rồi. Mọi người có thể lên fanpage hoặc là mọi người có thể coi YouTube của bên mình á. Bên mình lắp cái bộ này khá là nhiều thì mọi người coi thấy có thể tham khảo. Và tay mic của nó đây, tay mic của nó có một cái màu xanh lục khá là đẹp ha mọi người ha. Thật ra cái Boston Acoustics này á
nó rất là nhiều cái dòng âm ly 3 trong 1 này, nhưng mà tại sao mình lại chọn cái con này, bởi vì là con này là cái con công suất lớn nhất, cái con này là công suất đến 400W thì nó mới vừa đánh cho cặp này nha. Mọi người thường hay ghép cái con BA mà 2250 á, con đó nó chỉ có 300W thôi thì nó chỉ đánh được cặp 2 tấc rưỡi trở xuống thôi ha, chứ còn đã đánh đến cặp 3 tấc như thế này thì mọi người nên sở cái con BA 400 này thì nó sẽ tốt hơn. Ok, giờ đến cái lon thứ hai ha mọi người ha. Ok, trước mặt mọi người đây là dòng SE Audio Technica Code 8 ha mọi người ha. Mọi người chắc cũng không lạ gì với dòng này rồi, thì mình cũng chia sẻ cho với những ai mà chưa biết, mình chưa có xem review dòng này. Thì vì dòng này mình cũng tháo thùng rồi, tháo lưới này kia ra hết rồi. Dòng này là một dòng loa đồng trục Code 8, tức là 8 inch, tức là khoảng 20 sang 2 tấc á, Việt Nam mình gọi là 2 tấc á, là bass 20 ha mọi người ha. Rồi, đó là dòng loa đồng trục. Đồng trục thì nó có, thứ nhất đồng trục có lợi gì, thứ nhất là đó, nhưng mọi người thấy đồng trục là kích thước nó sẽ nhỏ như vậy nè, bởi vì bass chép nó sẽ nằm cùng một chỗ luôn đó, nên sẽ đỡ tối nhìn tích hơn. Thường là ở trên ở dưới này thì nó sẽ thường mà xếp á, là ở trên ở dưới như thế này, bass dưới chép trên này á, thì loa thùng loa nó sẽ hơi bự một xíu, nhưng mà nếu mình đã dính chung với nhau rồi á thì nó sẽ thùng loa nó sẽ gọn, nhỏ gọn như thế này. Con này nó thêm đặc điểm nữa là lỗ thông hơi của nó ở phía trước nha mọi người. Lỗ thông hơi của phía trước thì nó sẽ có lợi gì? Nó sẽ lợi cho tiếng mid rất là tốt. Cái giọng ca của mình là đúng ngay như cái giải mid á. Thì là lỗ thông hơi phía trước này á, thì cái giải mid của con này cực kỳ tốt. Ngoài ra nữa thì vì là loa đồng trục nên góc phủ của nó sẽ đều nhau. Góc phủ của nó là 60-60, rất là đều mà rất là phủ không gian rất là tốt cho mọi người. Ngoài ra công suất con này á, nó sẽ rơi vào khoảng từ 180W đến 250W RMS, công suất liên tục á. Tại sao dòng loa này nó lại có hai công suất mọi người? Bởi vì là nó có set chế độ phía sau này, phía sau nó sẽ có chế độ ha mọi người ha. Thì là ví dụ như mọi người thấy ở đây nó 0 dB, tức là khi mình xài 250W á thì mình sẽ gạt lên trên cái khoảng 0 dB này. Còn nếu mình muốn đánh mà 180W thôi, vì ví dụ phòng mình quá nhỏ hoặc mình không muốn nó chói quá, nó nghe nó nhức đầu quá, mình muốn nó nghe mức vừa phải thôi, hoặc là cái cục đẩy của mình nó chỉ tầm khoảng 200W thôi mà mình muốn đánh cặp này thì mình phải kéo nó xuống tầm 180W để cho nó vừa, thì mình gạt xuống như thế này. Là lúc này nó đang đánh 180W này, trừ 3 dB nè mọi người thấy không, nó hãm lại 3 dB nè đó. Chứ còn thật sự là thấy thông số mọi người ghi nè, công suất 250W tại 8 ohm. Ok ha mọi người ha. Rồi mọi người có thể nhìn kỹ là thông số đằng sau đầy đủ hết. Ưu điểm thì phải có nhược điểm, nó nhỏ gọn như thế này, nó xinh kiểu nhỏ xinh như thế này, lắp vào căn hộ thì rất là đẹp rồi, với lắp vô những cái phòng nhỏ thì rất là đẹp rồi. Nhưng nhược điểm của nó là gì? Nhược điểm của nó là nó không có tiếng bát nhiều, nên là thường khi lắp dòng này thì bắt buộc mọi người phải có thêm súp hả mọi người ha. Súp to súp nhỏ gì không cần biết, nhưng bắt buộc phải có súp, ít nhất phải từ 2 tấc rưỡi đến 3 tấc trở lên thì bắt đầu mới ghép vô được thì nó mới hay được. Nó phải có giải âm trầm để nó phụ trợ cho con này, chứ con này thì nó đánh chủ yếu là mid và high thôi, chứ không có phần low bass mọi người ha. Thì thường những cái súp mà mình đi ghép với con này thực, hoặc là mình sẽ xài những con như Bisao 3030 nè, hoặc là những con Bisao 12AL nè, hoặc có nhiều khách muốn không nó lực môn xíu nữa thì mọi người có thể ghép với những cái súp như Waffordale SF12, hoặc là ngay cả MF3 súp ghép được luôn nha mọi người. Cái con MF3 súp với con súp 400W á, con này vẫn ghép được luôn. Nếu mà cái phòng mọi người hơi rộng một xíu, tầm khoảng 25m² á, 5x5 á, thì mọi người ghép luôn con súp MF3 cho mình thì cặp này nó vẫn phục vụ được cho cái phòng 25m², nếu con súp nó đủ lớn như con súp MF3. Đương nhiên lúc đó thì mọi người nhớ gạt lên cái chế độ 0 dB mà để đánh 250W á dùng mình ha. Rồi mình đến cái loa thứ ba ha mọi người ha. Ok, đến dòng loa thứ ba mọi người ha. Dòng loa thứ ba tiếp tục lại một thương hiệu đến từ Mỹ nữa, đó là dòng Bose DM8S. Dòng này thì nó hơi đặc biệt một xíu về cái xuất xứ. Bose này á, thì nó sẽ có hai nhà máy, một nhà máy sẽ Bose này sẽ có 2-3 nhà máy. Nó sẽ đặt ở Trung Quốc một nhà máy nè, ở Cộng hòa Séc một nhà máy, và Mexico một nhà máy. Thì nên là các dòng nó sẽ chia ra, chẳng hạn như cái dòng mình đang có ở đây là dòng Bose DM8S thì nó sẽ có xuất xứ tại Trung Quốc. Tuy nhiên cái dòng nhỏ hơn như Bose DM6SE
thì nó lại xuất xứ ở Cộng hòa Séc nha mọi người. Nên là mình cũng không biết nói sao với khách hàng về cái vụ xuất xứ này, bởi vì đó là hãng Bose đặt nhà máy ở đâu thì nó sẽ xuất xứ ở đó thôi. Nhiều khi những cái loa mini nhỏ hoặc là những cái loa chôn đất như con 360 á thì nó lại xuất xứ Mexico. Nhưng những con karaoke như thế này hoặc là những con L1, R8, R32, R16 thì nó lại xuất xứ Trung Quốc. Cái này thì tùy theo Bose thôi mọi người, cái này mình cũng không có quyết định được ha. Tuy nhiên nó vẫn sản phẩm nó vẫn đạt chất lượng của theo Bose professional ha mọi người ha. Rồi dòng này thì mọi người cũng quá quen thuộc rồi, mình cũng quá khui thùng rồi, mình cũng đã mở lưới ra cho mọi người coi rồi ha. Dòng này tiếp tục lại một dòng đồng trục nữa, mọi người thấy không? Những cái dòng mà nhỏ size nhỏ như này á thì hãng rất là thích thiết kế kiểu dạng đồng trục. Bởi vì sao? Cho nó nhỏ gọn lại xíu, nó đỡ rườm rà này kia, nó đỡ bự, thùng nó quá bự á. Đưa vô căn hộ nó nhìn nó choán chỗ dữ lắm. Công suất của dòng này thì nó chỉ khoảng 150W thôi mọi người. Nhưng mà khi kết hợp thêm với một cái súp DM10S nữữa, công suất nó khoảng 500W thì vô ra nó ra cái tiếng âm thanh cũng rất là đầy, nó rất là phù hợp cho những căn hộ hoặc là những cái phòng ngủ tầm nữ khử 25m2 trở xuống nha mọi người ha. Rồi vì nó chỉ có 150W thôi nên mọi người có thể lựa chọn những dòng âm ly nó có công suất nhỏ một xíu để mình có thể tối ưu hóa cái giá tiền đầu tư, ví dụ như là dòng Crown XLI 800. Thật ra dòng này bên mình cũng chưa review đâu, nhưng mà bên mình lắp cũng khá nhiều rồi, vì nó chỉ khoảng 200W thôi và nó cũng chỉ phù hợp cho những cái hàng Bose như thế này, hoặc là mình hay ghép với những cái dòng cốt 8 nãy mình có nói á. Khi mà mình gạt xuống cái chế độ 180W á thì cái con XLI 800 này nó 200W nó vừa đủ luôn, nó vừa y luôn, là ghép vô là vừa đẹp luôn đó. Nên là mình thường là mình sẽ hay ghép như vậy, mà giá tiền nó lại rẻ hơn hai con XLI 1500 hoặc là 2500 rất là nhiều, nên là thường mình sẽ xài như vậy để cho khách tiết kiệm chi phí. Khi lắp cái dòng Bose DM8S này á, nếu lắp phải Bose á thì đầu tiên là về nó là công suất nó chỉ 150 á, thì nó sẽ lợi về cái phần chi phí mình đầu tư cái con đẩy Crown nhỏ như mình đã nói ở trên. Thứ hai nữa là tất cả khi mọi người mà đầu tư dàn karaoke của Bose á thì mọi người sẽ nghe nhạc được. Đặc điểm của Bose là Bose nghe nhạc khá là tốt nha mọi người ha. Những cây như L1, R8, R16 mình lắp á, khách hàng đều có hai nhu cầu là vừa nghe nhạc mà vừa hát nữa. Cái việc mà đầu tư dàn âm thanh nó không chỉ để karaoke nữa, mà nó hầu hết nhiều là nghe nhạc là nhiều, chứ còn hát thì khi có bạn bè tụ họp lại thì mới hát thôi, chứ còn hầu hết là nghe nhạc. Nên thường khách hàng mà chọn Bose là chủ yếu là 50% là nghe nhạc á, nếu như 60% là nghe nhạc á thì còn khoảng 40% là hát karaoke thôi. Thì những cái dòng Bose như thế này nghe nhạc khá là tốt, đặc biệt khi là khi mình phối ghép đồ chuẩn như là mình xài với đẩy Crown nè, rồi mình xài vang số JBL K80A hay bên mình hay ghép á. Tại sao đẩy cái công suất nó lại có thương hiệu này thương hiệu kia và giá nó chênh lệch nhau, thì mọi người hiểu rằng đẩy nào mà càng mắc tiền càng thương hiệu tốt thì cái âm thanh ra nó sẽ càng sạch. Mà cái âm thanh sạch là cái âm thanh rất là cái phần thanh rất là quan trọng trong cái phần nghe nhạc. Ngoài ra nữa cái vang số cũng vậy. Tại sao vang số của Trung Quốc nó chỉ có 6-7 triệu như mình đoán á, bên mình bán những cái vang số của Fidico nó chỉ 6-7 triệu thôi. Nhưng riêng với con này mình sẽ ghép, chắc chắn là mình phải ghép con JBL K80A giá tầm 10,5 triệu vô. Bởi vì là cái con K80A này là cái con mà nó, mọi người phải nói là cái âm thanh nó ra cân bằng nhất, nó ra flat, có nghĩa là nó ra phẳng nhất. Mà trong cái phần nghe nhạc nó phẳng là một cái rất là quan trọng. Bởi vì nếu mà thật ra âm thanh đưa vào mà méo tiếng á, nhưng mọi người nghĩ nếu mọi người nghe phần nhạc cụ mà mọi người nghe méo tiếng nghe rất là khó chịu. Một cái bản nhạc như thế mình nghe bình thường đã như thế, mà khi đưa vào qua một cái vang số nó bị méo tiếng đi nghe rất là khó chịu. Mà cái thật ra cái vang số K80A nó cũng không phải hoàn hảo, nó không được như những con mixer đâu, nhưng mà nó là con vang số đỡ méo nhất mà mình từng thấy. Nên là thường là những cái dòng mà để nghe nhạc là thường bên mình 100% là bên mình sẽ ghép với con bằng số JBL này ha. Con này thì có hai cái lắp đặt, một là mọi người có thể đặt trên bàn nó cũng khá là xinh, hoặc là mọi người có thể treo lên ha. Treo thì hồi xưa mình cũng có quay cho mọi người coi rồi, thì con này có thể là treo đứng được, cũng treo ngang được bằng cái bát dành riêng cho nó kẹp vô hai cái đầu nè. Đó, thì nó sẽ quay ngang được hoặc là quay đứng lên cũng được. Cái nó tùy theo cái không gian mọi người mà treo kiểu gì cho nó đẹp thôi. Còn súp thì đương nhiên là dưới đất rồi mọi người ha.
Ok, vừa rồi thì mình vừa mới chia sẻ cho mọi người ba cái dòng loa mà sẽ chuyên cho những căn hộ và những phòng mà không gian nhỏ từ 20 đến 25 mét vuông trở xuống. Thì nếu mọi người có thấy clip này hay thì mọi người hãy cho mình một like, một share, một subscribe nha. Còn nếu mọi người có ý kiến gì thêm hoặc mọi người có muốn mình review thêm những dòng loa khác thì mọi người có thể comment phía bên dưới để cho mình biết. Mình là Khánh, hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo. Bye bye.